dứt duyên nợ rồi. Nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. Nước dòng ra tới ngoài đó là nó bỏ xà lan ta đậu ngoài đó đó. Tại đậu đây sợ nước cạn. Hàng giữa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi. Thời gian ơi chờ nỗi mong chờ. Quê hương không bên không bờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hà bây giờ vui lắm phải không em? Tiếng hát đêm đêm của đàn em gái nhỏ. Dàm cỏ đông ơi, dàm cỏ đông. Có phải máu cha ông mấy lần tuôn đổ, cho mảnh đất Long An thêm rạng rỡ tên vàng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại quận 8, xóm của cô chú Việt Kiều Campuchia. Thì cũng chia đúng chia sẻ cho cô bác của anh chị biết bước lên dưới xuồng rất là quá. Ồ đi ở trên mui hay là dưới? Đi mui đi. Dạ. Về một cái cảnh một cái con sông Sài Gòn và đồng hành với lại Bùi Hồ á, thì ngày hôm nay thì có Hương. Hương sẽ hái rau muống và nấu cơm trưa để đẩy bữa cơm toàn viên gia đình. Ở đây là cái cây ớt này cô bác của anh chị. Đây là cây rau tần. Cây ớt này trồng ở đây để khỏi mua. Ở đây là rau thơm để nấu canh chua. Đa số là miền Tây thích ăn canh chua lắm. Đây có hành để mà kho cá nữa nè. Ở trên cái mui ghe như thế này có những cái này thấy nó cũng tiện ha. Bây giờ đây là cái con sông Sài Gòn này cô bác anh chị. Con sông này cặp cái mé sông này người ta sinh sống với cái nghề là vớt chai nhựa nè, hoặc là hái rau để mà bán á. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Bé Hương đội nón của ai vậy? Của mẹ. Cái nón đó được bao nhiêu năm rồi? Em không biết luôn. Không biết luôn hả? Dạ. Trời ơi, chứ thấy cái nón gì đâu mà nó cũ ghê. Em biết bơi xuồng luôn hả Hương? Dạ biết. Ủa cái đám rau nhút này là ở đây ta trồng hay sao? Ý, ủa rau cái này rau gì trong ngổ? Cái này của cô ba, trồng, cô ba cắt, cô ba bán á. Cái này của ba trồng hả? Dạ. Lâu lắm rồi mới thấy cái cảnh miền quê sông nước mà bơi đi hái rau như thế này á. Không anh ơi, Sài Gòn sông nước anh. À Sài Gòn sông nước, quên nó miền quê sông nước. À, bây giờ thì ở trên cái chiếc xuồng này nè là anh Đồng với lại bé Hương hai người bơi hai đầu. Tại vì nước chảy cũng khá là ngược và bây giờ nước đang lên đó. Cảnh này nhìn cũng đẹp đẹp. Mà mỗi khi mà nước nó rút xuống á là móc vô coi. Nước xuống một cái ha là cái con kênh này nó bị ô nhiễm cũng khá là, con sông này ô nhiễm cũng khá là nặng nên là nữ là bây giờ là thời điểm để mà mọi người mưu sinh ở trên cái con sông này nè. Ê bé Hương ở trên đó người ta làm gì á? Người ta xúc trùng á anh, xúc trùng ta bán để mà ta câu cá á. Đâu bơi gần gần lại đó cho anh coi với được không? Dạ. Xúc cái gì? Trùng á. Trùng á hả? Người ta cào trùng ở dưới á. À. Trùng mình á hả? Dạ. Còn đây là cái những cái đám rau ngổ nè. Không biết là người ta mọc tự nhiên, nó mọc tự nhiên hay là người ta trồng á? Cái này mọc tự nhiên. Tự nhiên hết ha. Dạ. Rau ngổ thì nó sống ở trong cái môi trường là nước mà nước nó bị bẩn á. Là nó sống tốt lắm, đặc biệt là trong môi trường sình lầy mà nước tù rồi ha. Là rau ngổ nó tự mọc lên. Còn có những loại rau như là rau muống rồi nó cũng mọc nhưng mà nó rất là ít, nó chỉ chịu nước sạch thôi. Và hôm nay thì Hương sẽ đi hái rau muống. Với lại anh Một Đồng sẽ hỗ trợ cho Hương chèo xuồng phụ, tại vì Hương cũng gầy lắm. Chèo chứ nó trôi xuống mị dưới kia luôn á. Bơi không lên nổi đâu. Anh nên em bơi không? Anh nữ là hái rau muống về nhà nấu cơm đãi mẹ Hương ha. Dạ. Mấy anh này cào trùng đó. Ây da. Anh xúc trùng hả anh?
Chào anh. Chào anh. Xúc trùng mình bán lại cho người ta câu cá hay sao anh? À. Con trùng đất hả anh ha? Ta cho cá ăn đủ. À, người ta cho cá ăn. Mình ở miền Tây thì mình cũng mới biết được cái nghề này luôn. Tại dưới đây đất bùn nè, mới có trùng quá anh. Dạ hả? Bùn. Tới chỗ mình bẻ chưa em? Em cũng không biết. Ở đây thấy rau ngổ không mà chắc xuống trên kia mới có rau muống. Ở trên kia anh kia cũng xúc trùng nữa kìa. Cái nghề này nó cực quá ha. Lận trầm mình ở dưới nước mà do là đất sình. Dạ. Mà các anh phải trầm mình ở dưới này nước cũng khá là hôi luôn, khá là ô nhiễm. Có mấy bữa mà nước nó đen thui như mực luôn á anh. Mà mấy anh xúc luôn hả? Dạ, vẫn xúc, vẫn lặn xúc bình thường. Cực quá anh Đồng. Đi từ sớm giờ mà chưa thấy rau muống ha. Trong ngủ không à. Sáng giờ xúc nhiều chưa anh? Anh ơi, sáng giờ xúc nhiều chưa? Xúc trùng nhiều chưa? Trùng bây giờ nó mua được nhiêu ký anh? 100 ngàn ha. Ngày xúc chục ký không? À, không có trùng. Để kiếm đồng tiền nó không phải là một cái chuyện đơn giản ha. Nó khá là vất vả luôn. Trong mổ ở đây anh thấy bẻ nhiều lắm. Này là ai tự bẻ cũng được hay sao em? Dạ. Của ta chồng. Chắc của cái anh trên này nãy gì ba nó của anh Sáu chồng á. Chuẩn bị về quê rồi à, thấy nhớ không mọi người không không? Dạ nhớ, thấy buồn. Hả? Dạ thấy buồn á. Tại về đây ở mấy tháng rồi á. Vui. Thấy buồn hả? Dạ. Nhưng mà buồn cuộc sống của mình tự lập nghiệp để mình hỗ sau này mình được mình giúp đỡ ba mẹ mình. Dạ. Không biết có ra muốn không? Bé Hương thì cũng biết hát cổ nhưng mà không có thuộc bài. Nhưng mà em thích hát là em sẽ thuộc mà ha. Dạ thích hát lắm, thích phá ca đầu kê lắm. Dạ. Mà em ca em mới nhớ thấy ca được, còn em không cái nguồn nước nó không có chữ không ra được. Ca bài Lá Trầu Xanh chẳng hạn lên câu vòng cổ thôi. Được không? Anh nhắc giùm em đi. Chứ em không thuộc thiệt. Trời ơi, hai lá trầu xanh còn nặng quằn trên đôi dây nhỏ bé vậy đó. Em không thuộc rồi. Không thuộc rồi hả? Dạ. Mẹ vô đường này luôn ha em. Mẹ không? Hình như là rau ngổ không mà không rau có ngổ không anh Đồng ơi. Bây giờ ngổ bẻ ngổ đi. Dạ. Thôi, ăn rau muống đi. Không biết cô ba hái rau muống ở đâu nữa. Tại em không có đi cắt hay em cũng không biết luôn. Anh ơi, nếu một mai anh không còn yêu em nữa thì xin anh đừng quỳ hoài bước chân dung. Kỷ niệm ngày xưa mình đã tạo ra đời cho hai đứa mình được gần nhau, rồi chia xa đôi ngã đôi đường. Thôi hết rồi anh ơi, sau lưng mình khép lại từ đây, kỷ niệm cũng không còn, thôi cũng đành quên nhau. Trả lại cho anh những gì trong kỷ niệm, kỷ niệm tình yêu hai đứa hẹn hò, rồi em cũng một mình ôm nỗi sầu cô đơn. Anh ơi, trong giấc chiêm bao em thấy người ta trao cho em cánh thiệp hồng báo tin ngày vui hôn lễ. Nhưng chú ghệ là anh, còn cô dâu không phải là em mà là một người con gái sang giàu. Em ơi, kỷ niệm tình yêu nhã quên. Hay quá.
hay quá. Tại sao mà em hát bài đó vậy? Tại lúc nghe nó cũng hợp với giống như tâm trạng của em nên em hát. Dạ hả? Anh thấy em hát là hình như là em muốn khóc hả? Dạ. Ừ, cái đoạn đầu á nó bùi ngùi á hả? Mà không nhớ bài đó tên bài gì hả? Kỷ niệm tình yêu hay gì đó. Kỷ niệm tình yêu. Dạ. Nhớ lại bài đó buồn dữ không? Dạ cũng buồn. Nhưng mà bây giờ thì thôi thì làm lại cuộc đời ai cũng có một cái quá khứ, đúng không? Chắc mình quay lại quá, ở trên đây không mình quay lại sức. Cháu muốn kìa. Dạ. Tới cái đám cháu muốn rồi. À, khi mà đi hái cháu muốn như thế này á, Hương nói là em bị cận. Em bị cận mấy độ? Em bị cận hình như là 5 độ 3 mấy. Mà lâu rồi không có đo, mới có lên không? À, ngày xưa em có làm cái công việc gì mà nó phải mỏi mắt nhiều không mà bị cận? Hay là tại gen di truyền? Dạ. Có hồi xưa mẹ đi rồi để ở nhà mấy anh em đi học á, có cái tivi mà trắng đen nhỏ á, hát là mình phải vịn cái nút cho nó ngay cái đài, mới coi là em ngồi suốt ngay cái tivi vịn với cái nút em xem. Chắc gì do vậy em mới bị cận. À, là em xem cái tivi trắng đen đó mẹ mình mua ha. Dạ, mẹ để lại cho mấy anh em ở nhà coi. À, lúc đó là em ở nhà, mẹ đi làm ở trên này hả? Dạ, mẹ cũng đi lên đên vậy đó. Ngày xưa là học hết lớp 5 là em tự đi học, rồi em đi về mấy anh em tự gắn bó nhau hay sao? Dạ, mấy anh em đi về cái đi ra động rồi kiếm ăn này kia rồi. Dạ hả? Dạ. Rồi tự xây sở tiền bạc luôn. Dạ, tiền thì lâu lâu cái mẹ gửi về cho. Mẹ cũng lo cho, gửi về cho mấy anh em ăn. Mà cũng hồi xưa ở dưới quê không có tốn tiền nhiều á, đi học cũng không đâu cần ăn đâu, ăn cơm nhà rồi thôi. Khi mà trở lại về miền Tây á, thì em lo lắng nhất điều gì? Em cũng không lo gì, tại mà em cũng lo là mình không biết em đi học được không thôi, phụ lòng mấy anh thôi. Dạ. Nhưng mà em vẫn tham cái nghề tóc với nghề nail đúng không? Dạ. Thì cố gắng làm đi, rồi mình có bén duyên với nghề nào mình làm. Thì em cứ cố gắng quyết tâm á, thì cô chú sẽ hỗ trợ em hết mình. Dạ, em quyết tâm. Các anh thì chỉ hỗ trợ kết nối em với lại cô chú thôi, còn việc còn lại thành hay bại là do em á. Dạ. Thì để tại vì vấn đề của Hương ơi, của bác Quýnh Trì như thế này, cũng có anh Nhiêu ở Mỹ hỗ trợ tiền trọ cho em, rồi còn tiền học thì có cô My ở Mỹ hỗ trợ. Tuy nhiên thì trong thời gian học á, thì vấn đề khó khăn nhất á là làm sao để mà con của bé sẽ là con của Hương sẽ là ai giữ nè. Thì bây giờ gửi thì cũng khá tốn nhiều tiền ha. Dạ. Thì anh hôm trước anh nói là nếu như mà em học ban ngày buổi chiều em có thể đi đi phụ quán cơm hay là như thế nào đó, mà để công việc ở Long Xuyên như thế nào thì mình biết mình tính tiếp, mình sẽ gửi con mình, chứ mình không gửi con mình là sẽ không có thể nào mà đi làm được. Cái này rau muống này em hái một ít được không anh? Cho em xin miếng nha. Dạ. Cảm ơn anh. Ồ, bơi quá xa quá mệt luôn rồi mà mới tới được đám rau muống nha. Cô ba đi bẻ rau muống mà cô ba bẻ ở dưới cầu Cần Giuộc á, cầu đỏ. Ừ. Rồi em hái đi. Bữa nay là bữa mà mình cuối cùng mình bơi trên cái con sông này để mình đi hái rau muống nấu cơm vô nhà ăn. Dạ. Thấy nó sao? Đi cho anh thở một tí. Bữa giờ em đâu có đi hái đâu. Có mẹ với dì ba rồi đi hái không à. Nhưng mà mình thường hái rau muống ở dưới này để mình sử dụng hả? Dạ. Chứ không có vô được. Nhưng mà cận đến 5 độ thì hái có được không? Dạ được, vẫn thấy đọt rau muống. Vẫn thấy đọt rau muống hả? Dạ. Ngày xưa em ham học không Hương? Dạ. Ngày xưa lúc mà còn nhỏ em ham học không? Dạ học cũng được lắm mà không ham. Không ham hả? Dạ không ham học. Thấy mấy đứa đi chơi vui á, mình ham vui hơn. Dạ hả? Hồi nhỏ ham vui lắm. À, ham đi chơi với mấy bạn hả? Dạ. Tại vì học lớp 5 rồi mẹ cũng không có lo cho học được cho nên nghỉ. Ừ. Có bao giờ mình thấy gia đình mình vậy mình tuổi không Hương? Dạ tuổi. Tuổi nhiều quá. Cứ sống lên đên mẹ anh là sống nguyên đời là lên đên trên sông không.
ngày trước á, khi mà em quen chồng em là lên ở trên này em mới quen hả, đi làm mới quen hả? Dạ em lên trên đây mới quen. Ừ, được mấy năm? Em quen có hơn năm mà. À rồi lúc đó mẹ là làm mai là cho ai? Cái anh đó anh đi làm hồ em. Dạ cũng hả? Không biết nữa, cũng như người ta chỉ á. Ừ, anh đi làm hồ. Dạ. Nhưng mà em có gặp mặt anh đó chưa? Dạ gặp được mấy lần, 3 lần hay 4 lần gì đó. Gặp anh làm hổ hả? Dạ. Ý là anh xuống nhà em mới gặp thôi. À chứ không có hẹn hò gì thương đúng không? Dạ không. Xuống nhà thì anh ngồi, mà anh em ngồi đâu có nói chuyện chung đâu. Đâu có nói chuyện nhau đâu. Dạ hả? Dạ. Nhiều ký? 39. 39 ký? Dạ. Hồi đó em nói là em nhiêu ký? Em 49. 49 hả? Dạ. 49 là gì? Là cũng tròn trịa rồi. Tròn. Mai mốt về Long Xuyên nhớ làm thì nhớ giữ gìn sức khỏe, bồi bổ đồ vô. Bớt lo nghĩ tí xíu là lên ký à. Chà xa quá, em đẩy vô em tới nè. Hả? Nè cái cọng gấu muống nè. Cái gồng rau muống này không có sệt sâu á, nên thành nữ lá nó bị sâu nhiều á. Dạ, mình ăn cái cọng thôi. Mình ăn cái cọng thôi, còn cái lá này mình sẽ bỏ đi. Rau muống này thì mình làm gỏi thì nó ngon hơn ha. Dạ. Mình làm gỏi mình ăn với lại cá chiên á, cá sả gỏi mà mình chiên hành đầu ha. Đúng rồi. Anh Nhiêu cũng mua 16 kg đường ủng hộ á, thì khi mà 16 kg đường đó thì ăn cơm cũng ngon đó. Đường đó ăn cơm cũng ngon. Hoặc là ở đó dưới quê em ăn với cơm nguội á, đi đúng, học á. Đúng rồi. Nói cái đó là đúng chính xác là người ở quê luôn á. Ở An Giang mới biết ăn thôi. Ăn hoặc, cơm nguội với đường thốt nốt là ok. Hoặc dạ. Là ướp thịt bò nha, thịt bò sắc mỏng nha. Đúng. Rồi sau mình sẽ ướp thịt bò, đặc biệt đường thốt nốt là nó không bao giờ bị khét. Đường khác thì nó khét nhưng mà đường thốt nốt rắn lên sao mà nướng nó không khét mà thịt nó mềm lắm. Cô bác anh chị không tin mà có mua đường của anh 1 đồng rồi. Thì cô bác anh chị có thể là thử làm như Bùi Hồ nói, ngon lắm, ngọt lắm. Còn khô cá sặc ha, chiên từ từ. Em có ăn khô đó chưa hơn? Dạ, em hình như là chưa ăn. Mẹ mua khô mà khô cá mặn mặn không à, kiểu mà nó mặn cá gì đó, cá, ừ. Cá cha, ok, cái gì đó em không biết. Khô cá mặn mặn để ăn nhiều cơm hơn. Dạ. Để đỡ đói. Chứ mà lạc lạc ăn hao cơm lắm. Ở đây nước ròng nước kém thì chiều nay nước nó ròng nó kém xuống là nó khô chỗ này không ta? Khô. Khô. Ra tới ngoài kia luôn. Ồ, giật lắm. Nước ròng khác là ra tới ngoài giữa sông rồi, gần giữa sông rồi. Ngày mai này thì Hưng trở về lại miền Tây để mà lập nghiệp, thì mong rằng mọi sự việc nó đến với Hương may mắn cho số phận của em nó đỡ khổ. Thật ra là em sẽ nuôi được bản thân của em rồi nuôi được con của mình, và có thể sau này đưa ba mẹ trở về lại miền Tây luôn để không còn gọi là một số Việt Kiều giữa số Việt Kiều trong khi nghèo giữa lòng Sài Gòn nữa. Tôi con đẻ đeo cái gì kìa? Không phải, ở đây không có đẻ. Ở đây không có đẻ hả? Dạ. Em sợ con nó lắm. Sợ đẻ mà, hả? Mà đó giờ chưa gặp nó. Gặp đẻ lần nào chưa? Dạ chưa. Mà thấy trên hình nó thấy nó sợ lắm. Hát câu bolero bé Hương ơi. Cho đỡ buồn ấy, âm thanh này nó buồn quá. Hả? Hát nhạc bolero vậy hả? Khỏi cần giới thiệu em tự hát thôi. Em không nhớ. Em chừng nào em nhớ em hát. Ờ từ nào em nhớ từ hát. Bây giờ còn trẻ mà hay quên lắm. Còn trẻ mà hay quên hả? Dạ. Chích mấy mũi vaccine rồi? Dạ 4 mũi rồi. 4 mũi rồi. Ờ cái cọng có bốn này nó dai dữ trời. Cọng đó nó già. Như đang ngủ chưa? Mình bóp sỏi thôi, mình xào nó. Em muốn ăn gì đó em ăn. Nãy mẹ nói mẹ để giờ xào đi. Mẹ nói để xào ăn hả? Dạ để nhiều chút đi. Từ đó tới giờ Bùi Hồ được bao nhiêu lần mà cái cảnh đi hái rau như thế này?
À, nhiều lắm anh. Em à, chia sẻ với cô bác anh chị nhớ là ngày xưa là học lớp 5 á, là Bùi Hồ phải đi vô những cái vườn, khu vườn của người ta ở miền Tây thì nhiều vườn, đặc biệt là vườn táo. Thì ở dưới có những cây rau dền nè, rau trai nè và rau càng cua. Thì lúc đó là Bùi Hồ mới đi học một buổi, còn một buổi chiều á là đi hái. À, ví dụ như chiều đi học đến 4 giờ về thì hái đến 6 giờ. À, sáng ngày hôm sau bán, có nghĩa là lũi đi hái rồi sau đó trải một cái miếng bao mà bao phân ngày xưa đó nha. Chưa, để em lấy mít nói cho rõ hơn. Rồi sau đó là mới trải miếng bao và em lật ra hết, nó sạch và vô một cái nhúm nhỏ nè, bán hình như là 200 đồng nè, 500 đồng là mua được 2 gói xôi hoặc là 1 gói xôi gì đó. Rồi nói chung là nhiều tiền, em cũng làm nhiều nghề lắm. Rồi lúc mà đi dạy thì lúc mà đi còn sinh viên thì đi làm gia sư nè, kiếm tiền nè, rồi đi phát tờ rơi nè. Có làm hồ mà làm không nổi, sức khỏe yếu quá, làm hồ thời gian làm cực quá, chịu nắng không nổi mở vấn đèn. Chứ em biết rau muống này nè, lật như thế này nè, đó lật như thế này rồi người ta sẽ bào ra, rồi người ta sẽ làm gỏi đó. Lật chỉ lật cái lá thôi chứ không có lật ngay cái này là sai nha. À, còn xào thì sẽ lật khác. Xào thì sẽ lật khác. Nên là đối với em là rau đồng là em biết nhiều lắm. Rồi hái rồi vô bán, nhưng mà lúc đó thì lại cảm thấy vui. Tại vì đa số là rau sạch hết à. Chứ không có rau bây giờ được xịt thuốc rồi được trồng nhiều. Nên thành nữ là hiểu hết á, hiểu hết những cái cảnh đời lao động á, cũng từng đi làm rồi chứ không phải là không đi làm, tại số cực từ nhỏ rồi. Có bán vé số nữa. Nghe em bán vé số chưa? Chưa. Chưa hả? Hồi đó em cũng đi bán vé số. Bán vé số lúc đó thì như thế nào? Chắc giả chứ sao? Là lên cấp 2 em bán vé số. Em bán vé số theo bến đò á. Ở nhà. Hồi đó chắc anh bán còn tờ 2.000 với 5.000 đúng không? Đúng rồi, anh bán 2.000. Em lúc đó em cũng đi bán còn tờ 2.000 với 5.000. Bán 2.000 một tờ thì ngày bán 20 tờ thì lời được 40.000. Ủa? 2.000 tờ lời có 200 mà. Tờ lời có 200 mà. Thì 10 tờ lời được 2.000 là được 4.000. Đó thì bán với số thì cũng mua được cái cọng dây chuyền nhỏ nè, mẹ dành lại mua được cọng dây chuyền nhỏ. Nên thành nữ là vừa hồ cái cọng dây chuyền này là mới đó, cũng gần cái chục năm nay rồi, nhưng mà lúc trước là bán với số chính là mua được cái cọng dây chuyền này luôn. Nên thành nữ là biết lao động từ xưa rồi. Không bao giờ sợ đói, chỉ sợ là không có sức khỏe thôi, với là không có siêng năng làm việc thôi. Cho nếu như mà ông trời cho sức khỏe với lại cho một cái trí tuệ thì vẫn cố gắng làm việc và kiếm tiền trên cái đôi tay mình được. Kể ra để cho không phải là cô bác quý chị, nhưng mà tại vì Bùi Hồ cũng quen với cái công việc lao động này rồi chứ không phải là không quen. Nên là nữ là cái gì biết á. Mình về á. Ok rồi, hát đi về. Đủ chưa? Dạ em nghĩ chắc đủ rồi. Hát cái đi về cho bà con sớm đây, người ta mai mốt người ta cho hái ra muốn tiếp. để đi chúc anh bơi ra cho bà con. Hát người ta hát không bài đi về nè. Không em hát hay để mà. Bơi nè. Đây. Để đi anh bơi. Anh đồng bơi em hát đi. Để em lượm cái miếng này. Lượm giờ chậm hả? Không, đinh nó. Lượm giờ bóng ghe. Mình về mình nhổ lên ra. Lượm bóng ghe hả? Dạ. Để mẹ đóng được gì mẹ đóng. Cái cây để dành đóng ghe bởi người trên sông nước thì mỗi ngày lụm này lụm kia lụm củi về để mà chậm. Thậm chí là ở đây là thấy cái chai nào là cũng chết với Hương rồi. Đúng không? Dạ. Thấy cái vỏ chai nào là cũng chết với em rồi. Đâu có tha được. Bây giờ em không nhớ rồi. Phải bơi dài đi, chừng nào nhớ em hát chứ. Rồi ok. Dạ. Bây giờ quên hết rồi. Mai về là hành nữ là quên hết rồi chứ không nhớ được gì hết. Nước vô á. Cái mình đi xin. Xin nước rồi đó. Dạ. Nước rồng rồi ra tới ngoài đó lận đó, bởi xà lan ta đậu ngoài đó đó. Tại đậu trong đây sợ nước cạn. Đây mình thả về được rồi đó. Để anh thích đi vậy. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay anh dặn dò. Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng,
dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta sẽ biết bao nhiêu mộng van. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông răng tan. Giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình ơi ơi tình, gieo nhiều nỗi trái ngang cho đời lắm mê trề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, xem như mình đã già. Thôi nhé anh, ngày này ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Đây là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quên. Hát hay quá. Em mà toàn hát toàn là những bài buồn buồn thôi à. Dạ. Một lần gian dở rồi cái kia là cái gì? Kỷ niệm. Tình yêu. Tình yêu. Ôi trời ơi. Nghe hai bài nghe nghe buồn muốn thối ruột luôn á. Có hát bài nào nữa không? Dạ. Hàng giữa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi, thời gian ơi chờ nỗi mong chờ. Tình quê hương không bên không bờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hà bây giờ vui lắm phải không em? Tiếng hát đêm đêm của đàn em gái nhỏ, dàm cỏ đông ơi dàm cỏ đông. Có phải máu cha ông mấy lần tuôn đổ, cho mảnh đất Long An thêm rạng rỡ tên vàng. Ủa hút nhà luôn hay gì vậy? Chưa. Tới à, quẹo vô là ba. Ở bên cái ghe dưới đó phải không? Dạ, ghe mình quẹo vô là giờ rồi, để mình tới mình quẹo vô là nó hút à. Không, anh bơi được mà. Như vậy là sau hai câu hát của hai ca sĩ trên chiếc xuồng thì bây giờ cũng đã tới nhà với lại một mớ ca muốn này nè. Ca muốn này thì có thể là làm gỏi hoặc là xào, đúng không? Dạ. Thì em thích ăn món gì nhất? Em thích xào. Xào hả? Vậy xào đi. Xào với cá chiên là ngon rồi. Dạ. Cảm ơn anh một đồng nhiều nha, một đồng. Không có chê em. Rồi, tới nhà rồi, sau thời gian khoảng chừng 30 phút thôi cũng đã tới nhà của bác với chị. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác với chị ở video clip sau ha. Coi một bữa cơm gia đình thì như thế nào.